Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại cô chú, anh chị và các bạn trong video ngày hôm nay. Hôm nay là hiện giờ là buổi sáng mọi người ha, và thời tiết là mát mẻ, không có nắng lắm, cho nên là mình sẽ làm cái video này để giới thiệu đến mọi người một số những cái cây mới tại vườn. Thì đây, cái này là đầu tiên là mình nghĩ những cái này chắc là bà con mà ở xuyên bang, ở bang khác á, rất là thích. Đó là mãng cầu, các loại mãng cầu luôn mọi người ha. Đây là những cái cây mà nó nhỏ, nó không có lớn lắm, rất là tiện để ship xuyên bang. Cây nhỏ nhưng mà thân nó ok mọi người nha. Thân nó là khoảng hơn ngón tay cái đó. Nè, mọi người thấy không? Có bông luôn. Chỉ là nó không có cao lắm thôi, nhưng mà mãng cầu thì lớn rất là nhanh mọi người ơi. Nè, có bông luôn. Thì ở đây là cây nào cũng có bông. Đây. Cái dạng này gọi là nhỏ mà có vỏ mọi người ơi. Nhỏ xíu mà có bông được, hầu như cây nào cũng có bông. Thì ở đây cái cây này nó cao mua khoảng 3 feet mọi người ha. Mình nghĩ là 2 feet mấy, 3 feet. Và mãng cầu, những cái cây này thì nó sẽ có nhiều loại khác nhau. Nó có mãng cầu do thái xanh này, do thái đỏ, mãng cầu Úc loại trái to, rồi hoàng hậu, ly xà, sweet green, nhiều loại lắm. Và có một số là SSA, là special sugar apple nữa. Đó, cho nên là những cái khách nào mà còn đang thiếu loại mãng cầu nào á, mà muốn thì liên hệ với vườn mình nha. Tháng 6, tháng 7 thì nó sẽ có thêm rất là nhiều loại mãng cầu nữa. Nói chung là mọi người muốn loại nào thì vườn mình cũng sẽ có đủ các loại hết. Có nhiều cây nó lùn nhưng mà thân nó rất là to. Thì giá sẽ từ tùy size, tùy loại. Khoảng từ 120 trở lên mọi người ha. Cây này to nè. Và có những cái cây mà thuộc cái dạng mà gọi là nhiều, nhiều cái loại mãng cầu trên cùng một cây luôn. Thì cái đó là khoảng tháng 6, tháng 7 sẽ có nhiều. Ai thích do thái xanh mà cây lớn thì mình có luôn cây lớn. Cây nó cao khoảng 6 feet và bông ngập bông luôn, bông từ trên xuống dưới mọi người ha. Cây rất là đẹp, dáng thẳng và cành nhánh xung quanh bốn hướng hết. Mình quay từ trên xuống dưới cho mọi người xem ha. Đó, bông lá ngập đến gần tận gốc luôn. Cây đẹp. Này là mãng cầu do thái xanh mọi người nha. Do thái xanh thì nổi tiếng về cái độ dai, và ăn nó sẽ nó ngọt và nó kèm xíu vị chua. Nó khác với cái mãng cầu Úc là chỉ có vị ngọt với mặn mặn xíu, còn do thái xanh thì nó ngọt kèm với cái vị chua rất là nhẹ. Nhiều người cái thích ăn mãng cầu thích có cái vị chua nhẹ nhẹ vô, thì do thái xanh rất là hợp. Chua nhẹ thôi mọi người nha, nhưng mà cái vị chủ yếu nó vẫn là ngọt. Mà đặc biệt một cái là nó độ dai nó rất là nhiều. Đây, còn cái này là nho thân gỗ nè mọi người. Nho thân gỗ, những cái size này là size nhỏ nè. Mình vừa về rất là nhiều size nhỏ, size 3 năm tuổi, 4 năm tuổi. Đó. Thì mấy cái này ship xuyên bang cũng tiện, cây nó cao khoảng 3 feet, 4 feet. Giá của những cây 3 năm tuổi là 130 đồng mọi người nha. 4 năm tuổi thì tùy cây 200, 220. Mà cây nào cũng đẹp hết. Dáng bonsai, cành lá xum xuê. Đây.
Cái này là Suriname cherry nè mọi người. À, đó. Cây bên vườn mình thì hiện giờ nó không có cây nhỏ để mà ship sương băng, chỉ có cây lớn thôi. Cây này là dành cho mọi người pick up đến mua tại vườn và chở về, chứ không có ship sương băng được tại cây lớn lắm, cây nó cao cả 10 feet. Toàn bộ cây nào cũng cao 10 feet mà trái ngập trái luôn. À, mọi người nhìn cái này có vẻ giống như là Suri Việt Nam nhưng mà nó không phải là Suri Việt Nam mọi người nha. Nó là Suriname cherry. Trái của nó là quanh năm và trái rất là nhiều, vị của nó à, mình ăn á là phải, một cái vấn đề quan trọng của Suriname cherry là phải hái đúng lúc, đúng thời điểm, tức là cái trái khi nào mà nó sẽ có hai cái loại, một loại màu đen và một loại màu đỏ. Đối với loại màu đen là mình phải hái khi trái nó thực sự màu đen, đúng nghĩa màu đen luôn. Còn trái màu đỏ là phải hái khi nó màu đỏ đậm. Đỏ đậm mà chuyển kiểu mà sắp chuyển sang đen, đỏ đỏ đen đen á thì nó mới ngon. Còn mà hái mà sớm quá, những cái lúc mà trái còn đỏ tươi hoặc là trái có màu cam màu vàng á thì ăn nó sẽ bị chua, nhưng mà hái đúng lúc đến đúng cái độ chín của nó ăn rất là ngọt mọi người. Ngọt và nó có cái hương vị của xoài chín. Thường á cái trái nó non thì nó sẽ có màu xanh như vậy mọi người ha. Xong rồi nó sẽ chuyển sang vàng vàng, cam, rồi xong rồi đỏ, đỏ xong rồi đỏ đậm, đỏ đen. Yeah, và được cái là trái quanh năm, có trái ăn quanh năm và rất là dễ chăm sóc. Cây này thì là cây khế, dạng khế của Brazil mà nó chua, nó không có ngọt, nó chua chua, ngọt rất là ít. Cái này cái tên tiếng Anh của nó là Star Cherry. Nó đang ra bông nè mọi người. Cây đẹp lắm, xum xuê, cũng thuộc dạng rất là dễ chăm. Những cái cây mà từ Brazil rất là dễ chăm mọi người nha. Mà dạng của nó là cây nào cũng trái quanh năm hết. Giống như là hồi nãy mình giới thiệu cái cây Suriname cherry hồi nãy đó, hoặc là nho thân gỗ, hoặc là cái dạng Star cherry này rất là dễ chăm, trái quanh năm. Cây này đang có bông mà. Hầu như cây nào cũng có bông, toàn bộ đều có bông. Trái rất là đẹp, trái nó y như cái trái khế của mình vậy mà nó tròn hơn thôi. Và cái trái nó lớn hơn quả trứng gà mọi người nha. Tốc độ lớn của trái cũng rất là nhanh, cho nên là một năm nó ra rất là nhiều trái, nhiều đợt trái. Và đây những cái cây này nó cao khoảng 4 feet rưỡi, xum xuê từ nè, từ ở dưới gốc nè nó lên trên luôn, rất là xum xuê. Bông nữa nè mọi người, bông giống như mở nở nữa nè. Và những cây như vậy giá của nó là 110 mọi người nha. Cái này có người gọi là khế chua Brazil, có người gọi là khế chua Đài Loan, tại vì nó cũng được trồng ở Đài Loan. Rồi nhưng mà tên chính thức của nó là Star Cherry. Rồi cô chú anh chị các bạn nào mà thích Saboche mà cây lớn thì đang có những cái cây size lớn đang có bông của Alano Molichasia mọi người ha. Cây nó cao 5 feet 6 feet hơn. Đang có bông luôn. Đây nè. Cây nằm trong chậu 20 gallon mọi người nha. Giá của mỗi cây là đồng giá là 280. Alano Molik and Hatia. Mấy cây này thì lớn rồi. Rồi tiếp theo là mận. Mận thì nghĩ là ở Cali rất là nhiều và người thích mận. Mận bây giờ thì rất là nhiều loại. Cái này là Thái Jumbo nè mọi người, Thái xanh Jumbo. Hiện giờ ở vườn thì đang có các loại Thái xanh Jumbo. Mấy cây này thì cây cao hoặc là những cái size
Đây. Đó. Rồi, cái size như vậy thì ship xuyên bang rất là dễ nè, nó cao khoảng 3-4 feet thôi mà xum xuê lắm. Rồi. Đó. Có cây đang có bông. Mọi người ha. Đó. Đang có thái xanh jumbo này. Có bông rồi mận black diamond. Black diamond cũng rất là nhiều người thích. Cũng đang có bông, hoặc là mọi người thấy có cái mận trà thái, mà mận thái màu trắng trái dài đây nè mọi người. Đó, mận thái trắng trái dài, cái này là hàng mới về cây, đợt này là cây size lớn, lá đẹp mọi người, thân to nữa. Rồi mận thì giá từ 170 trở lên, tùy size và tùy loại nữa mọi người. Mận thái xanh jumbo thì được cái là trái rất là lớn mọi người, trái lớn, nó có màu xanh nhưng mà đến khi mà nó chín thì nó sẽ chuyển sang màu hồng hồng, nó có cái sọc đã đỏ một xíu. Thì ha, cái loại này là một trong những cái loại mà rất là nhiều người thích, mình cũng thích nữa, tại vì cái độ giòn và ngọt của nó rất là giòn và ngọt. Nó chỉ bị một cái vấn đề duy nhất đó, đó là về cái hạt của nó, không phải cái trái nào cũng không hạt mọi người. Có trái á, thì có năm á, nó không hạt hết, có năm nó lại có hạt hết toàn bộ luôn. Có năm cùng một cây mà có trái có hạt, trái không hạt. Nhưng mà cái độ giòn ngọt của nó là dạng mà không có chê được luôn, không có bàn cãi được, rất là ngon. Và cây rất là dễ chăm sóc, lớn nhanh nữa. Cho nên là cô chú anh chị và các bạn nào mà không có quan tâm lắm về cái vấn đề hạt nhỏ đó, có hạt nhỏ hoặc là không hạt, thì có thể chọn cái loại này. Tại vì giống như mình nói, nó chỉ bị cái vấn đề là không phải lúc nào cũng không hạt, nhưng mà rất là ngon và trái rất là to. Những cái nơi nào mà khó, những cái vùng nào mà khó trồng mận thì mình cũng khuyên trồng cái loại này. Tại nó tốc độ lớn, nó nhanh và nó dễ chăm sóc hơn mấy loại khác á. Đây là những cái mận mà lắc kinh con mà size lớn, dành cho bà con local pick up thôi, không ship được xuyên bang mọi người nha, cây lớn lắm. Giờ mận lắc kinh con là size nhỏ là hết rồi, chỉ còn những cái size lớn thôi. Rồi, cái này là na dai mọi người nha, na dai Việt Nam sugar apple á. Cây rất là khỏe luôn, nó cao khoảng 5 feet, 6 feet, 7 feet cũng có, mà bông ngập bông mọi người ơi. Đây nè mọi người, lưu ý đối với lại những cái vùng Cali mình á, thì nè, trồng na đó chỉ cần nhớ là mùa lạnh tưới nước một tháng hoặc tí là một tháng rưỡi một lần thôi, đừng có tưới nhiều, là hai cây nó sẽ khỏe hết nha bạn. Không có sợ mùa lạnh đâu, như là nhiều người nói là sai, tất cả những cái cây này là của mình là cây lâu năm hết và năm nào nó cũng qua mùa lạnh bình thường, với điều kiện là mình không có tưới nước cho nó, chứ mà mỗi tuần tưới nước là cây nó sẽ bị úng rễ, sợ như vậy thôi. Còn lại là nếu mà cứ nhớ là một tháng rưỡi tưới một lần là không có cây, không có sợ. Đây. Đó. Thân to mọi người nha. Na dai mà thân như vậy là rất là to rồi. Nó đang ra lá non kèm bông mọi người ha. Đó, na dai thì những cái cây như vậy là size từ 160 cho đến 250, cây lớn nhất cũng là 250 thôi. Cây nào cũng đang có bông, 160 đến 250 cây nào cũng có bông hết. Đó, mấy cái này là pick up, cây cũng lớn rồi pick up, nhưng mà cũng có những cái cây mà sao nhỏ nhỏ một xíu á, không phải nhỏ mà thân nó lớn nhưng mà nó lùn thì vẫn ship xuyên bang được bình thường mọi người ha.
Na dai thì cái vị đó là vị quen thuộc nhiều người thích rồi. Nhiều người ăn các loại mãng cầu Úc, do Thái hay là những cái loại khác, nhưng mà vẫn mê na dai Việt Nam nhất. Đây, cây nào cũng khỏe đẹp hết. Cái này là cây cóc Thái nè mọi người. Cóc Thái đang có trái. Mùa này là cây nó chỉ nuôi trái thôi, chỉ lá ít lắm. Lá bắt đầu nó vô mùa nóng á, là bắt đầu lá nó mới mọc ra nhiều. Đặc tính của cóc Thái là cứ khoảng tháng 11, 12 là nó rụng sạch lá hết. Nó chỉ còn lại thân với trái, nó vẫn tiếp tục nuôi trái nhưng mà lá thì không có. Đó, đến khoảng chừng tháng 4, tháng 5, tháng 6 bắt đầu hóa lá nó ra từ 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 từ. Chỉ có một cây cóc Thái có trái đây, một duy nhất một cây thôi mọi người ha. Cây nó cao khoảng 5 feet hơn. Cóc Thái thì cái dạng nó không không có cao, dạng là thích hợp trồng chậu và lùng lùng thấp thấp vậy đó. Trồng chậu nó rất nó hợp trồng chậu hơn là đất, ra trái rất là nhiều. Okay. Rồi, đây là cây tắc mọi người ha. Hay có người còn gọi là hạnh á. À, tắc Việt Nam trái tròn chua. Để mình làm nước chấm hoặc là pha nước uống á. Hay uống chung với nước mía đó mọi người. Đây, cây lớn. Cây này là cây chiết mọi người nha. Cây chiết thân lớn. Đây một cây nữa, cây này cây cao lắm, cây này nó cao khoảng 6 feet. Cây nào cũng lớn hết. Rồi, tắt những cái cây lớn này thì từ 150 trở lên mọi người ha. Ok, và như thường lệ, những cái gì mà quan trọng, những cái gì mà nó đặc biệt nhất thì mình sẽ để ở cuối video. Thì trước khi kết thúc video hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái giống đặc biệt. À, nó là mãng cầu mọi người nha, nhưng mà hiện giờ nó là một trong những cái loại mãng cầu mà hiếm mà mình cũng lần đầu tiên thấy luôn. Đây nè mọi người. À, ta da. Có trái luôn cho mọi người xem ha. Mọi người thấy không? Cái này có bao giờ cô chú anh chị và các bạn nào đã thấy cái loại mãng cầu này chưa? Đó, quay hướng này rõ để cho mọi người nhìn nè, tại cái hướng hồi nãy nó hơi bị nắng nha. Mọi người có thấy nó màu gì không? Nó màu nâu, đỏ đỏ, đỏ đỏ, nâu nâu. Thì gần đây mình có coi cái video của một chị thì chị nói nó là cái màu chocolate. Wow, đúng là nó giống màu chocolate thật mọi người. Và cái hình dạng của trái thì nó lại giống mãng cầu Úc mọi người nha. Nó còn có một cái tên khác, nó là Purple Lisa. À, có người thì nói nó là Purple Lisa, có người tức là Lisa tím á, có người thì gọi nó là Chocolate Atemoya, mà nó nằm trong cái nhóm Hustard Apple mọi người ha. Một cái giống lạ và ăn nó mình nghĩ là mình chưa có được ăn, nhưng mà có người ăn rồi thì nói là nó rất là ngon. Thì đây là cái này cũng đang đợi trái chín để mà có thể review cho cô chú anh chị và các bạn biết. Chưa biết ngon hay không nhưng mà nhìn cái màu của cái trái là thấy ăn điểm rồi mọi người. Nó rất là cái màu rất là lạ, nó không có giống như những cái loại mãng cầu khác. Nó không phải màu xanh thì nó phổ biến rồi, mà màu đỏ thì nó cũng không phải màu đỏ, mà nó là màu đỏ đen đen nâu nâu, nhìn rất là bắt mắt. Và cái người mà đã ăn cái trái mãng cầu nói này rồi thì nói nó là một trong những cái loại mà ngon nhất mà họ từng được ăn, cho nên là mình cũng đang rất là hy vọng vào cái loại mãng cầu này. À, nó sẽ tạo nên một cái trend. À, cây này thì lớn lắm rồi mọi người, cây vừa đang có bông mới mà vừa đang có trái nữa.
Hồi hộp đợi từng ngày để mà trái nó chín để mà review cho mọi người đó. Đây là lá nè, lá của cái măng cầu. Thì mình sẽ đây sẽ quay video từ gốc lên ngọn để cho mọi người thấy cái măng cầu nó lớn cỡ nào ha. Đây nè mọi người, thân rất là đẹp nha. Thẳng. Đó, hai cái trái này là lúc nãy mình quay video để mọi người xem nè. Mọi người thấy không? Cây rất là đẹp. Ở đây có thêm một cây lớn như vậy nữa nè. Cái này là mình chỉ có size lớn thôi, không có size nhỏ nha. Cây này thì có một trái. Dễ thương ghê đấy. Bông nữa nè, ngập bông luôn. Lá mãng cầu này rất là đẹp luôn, siêu đẹp á. Không có cây nhỏ để mà xếp xuyên bang ha, chỉ có cây lớn thôi. Cho khách nào mà muốn sưu tầm những cái giống mà quý, lạ, hiếm và ngon. Và đến mua tại vườn. Chứ không có thể nào mà ship sang bang được. Thêm một cây nữa nè mọi người. Đó. Lá xum xuê. Đó, nếu mà bà con ở bang khác á, mà yêu thích cái loại mãng cầu sô-cô-la chocolate này á, hay còn gọi là Lisa tím, thì có thể chắc là phải đợi vài tháng nữa thì mình mới có những cái cây nhỏ. Còn hiện giờ là thua, không có cách nào. Mọi người chịu khó đợi ha. Rồi, vậy là đã giới thiệu xong cái mãng cầu đặc biệt màu nâu đen chocolate này đến mọi người rồi. Bây giờ trái càng nhìn cái màu nó lại càng thấy đẹp mọi người ơi. Màu nó tím pha đen pha xíu nâu, nhìn nó rất là đặc biệt ha. Đã giới thiệu xong rồi cho nên là mình xin kết thúc video của ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video và kính chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe. Cảm ơn mọi người thật nhiều. Tạm biệt. Bye bye.